Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe SUV gầm cao 7 chỗ ngồi, số tự động quý bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Ford Everest phiên bản 2.5 Limited. Chiếc xe được sản xuất năm 2012, đăng ký cuối năm 2012, đăng ký biển Hà Nội và một chủ từ đầu quý bạn nhé. Chiếc xe này lăn bánh được 11 vạn km rồi quý bạn ạ. Ở cái phiên bản 2.5 máy dầu này rất tiết kiệm nhiên liệu quý bạn nhé. Có thể nói ở đây là một trong những cái xe ở cái phân khúc 7 chỗ ngồi gầm cao hiệu quả nhất, tiết kiệm nhất, kinh tế nhất ở chiếc xe này đây. Vì nó là máy dầu cho nên rất tiết kiệm nhiên liệu quý bạn ạ. 2.5 máy dầu, số tự động quý bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Ford Everest 2.5 máy dầu Limited 2012 biển Hà Nội này, chúng tôi đang bán với giá là 415 triệu đồng quý vị bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến chiếc xe Ford Everest 2012 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Ford Everest phiên bản 2.5 Limited máy dầu 2012 này ạ. Mời quý vị và các bạn. We'll be right back.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất, nội thất cũng như là về cái phần máy móc, khung gầm, thân vỏ của chiếc xe Ford Everest 2012 phiên bản 2.5 Limited này. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán giá là 415 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Everest 2.5 Limited này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.